Kênh YouTube Điện Máy Phúc Thơ xin kính chào anh em nha. Chào mừng anh em mình cùng quay trở lại. Hôm nay bên em xin báo giá mã các dòng máy rửa xe của Dayton nha. Từ 2.100W trời tới 3.000W nha. Dòng máy rửa xe Dayton là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha anh em ha. Độ bền rất là cao. Công nghệ của Đức lắp ráp tại Trung Quốc nha, bảo hành chính hãng 6 tháng. Trung tâm bảo hành tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Bên em bán hàng máy đất tông này trường hợp mà trả về là rất là ít luôn nha các bạn ha. Chỉ cần biết sử dụng đúng cách là sẽ máy rất là bền nha. Khi anh em mình nguyên tắc khi anh em mình dùng máy cao áp là phải dùng nước sạch, không dùng nước bẩn, nước dơ. Nước có cặn ha là không sẽ không bị ngạt. Ron Ford là máy dùng rất là bền nha. Rồi em xin giới thiệu, em vào vấn đề luôn. Em xin giới thiệu anh em mình con máy này. Con này là 2.100W. Con này có mã là DK CVKR 2150. 2.100W không chỉnh áp nha. Dây đồng 100% cam kết nha. Cam kết dây đồng 100%. 2.150W của Dayton nha. Con này là cái giá là chính hãng của Dayton. Có giá được niêm yết tại công ty Dayton đưa ra là giá 1.450.000 đồng. Giá này chưa bao gồm phí ship ha. Hàng của Dayton là chưa bao gồm phí ship hết nha anh em. Anh em lưu ý ha. Chưa bao gồm phí ship hàng của Dayton. Con này ship toàn quốc khoảng 70-80 ngàn nha, 100 ngàn trở lại ha. Rồi anh em mình coi, anh coi luôn con này. Dayton 2150. 2150W, dây 7m, đầu ra, đầu vào 1m và có súng phụ kiện đầy đủ ha. Con này thân máy không là 7kg ha. Giá 1.450.000 đồng. Anh em mình chỉ cần điện thoại và số hotline bên em sẽ tư vấn nhiệt tình nha. Rồi tiếp theo là con máy 2.200W Dayton nha. Có mã là DKCVGR 2002A. Có giá là 1.530.000 đồng. Con này có giá là 1.590.000 đồng nha. 2.200W có chỉnh áp. Anh em mình có chỉnh áp nó rất là tiện ha. Anh em mình nếu mà xài dùng máy lạnh, anh em mình xả áp xuống cho nó nhỏ ha. Rồi xài, anh em mình không cần chỉnh áp thì lấy con 2150 bên đây ha. 1.590.000 đồng. Dây đồng 100%. Dây đầu ra 7m. Dây đầu vào 1m. Dây đầu vào 2m nha. Phụ kiện súng ống rồi đi theo là có sẵn hết nha. Con này là cũng 7kg luôn ha. 1.590.000 đồng, 7kg. Cam kết dây đồng 100%. Rồi tiếp theo là mẫu mới. Con này là 2.300W ha. Có mã là DK có mã là em coi có mã DK CVR 2300FB nha. Con này là điện 220 hết ha. Là khúc 8 lít trên 1 phút 153 nha. Công tắc ở trong ha, đồng hồ công tắc trong đây. Con này đã được tặng một cái xô nha anh em ha. Anh em mình nhiều khi anh em mình xem hàng là xem là đã biết rồi ha. Con này được tặng một cái xô. Anh em mình xô bỏ cái máy này vô thôi là xong ha. Một xô xô bằng nhựa lớn nha. Chắc con này xô nhỏ ha. Anh em mình rành con này quá là ha. Con này giá 1.830.000 đồng. Tặng một cái xô. Con này là mẫu mới nhất 2022. Rất là đẹp luôn. 2.300W nha các bạn ha. Thân máy không là 7,5kg ha. Thân máy không là 7,5kg nha. Giá 1.850.000 đồng. Rồi tiếp tục mã là 2.600W. Đây ha. 2.600W không chỉnh áp của Dayton nha. Con này dây đồng 100% hết. Dayton là 100% hết nha các bạn ha. Dây đầu ra cũng như là 8m, 7-8m. Đây ha. Con này nặng lắm anh em ơi. Con này không có chỉnh áp nha. Con này thân máy không là nặng khoảng 10kg hơn.
1,9 triệu nha. Hai ngày có mã là DKCRVK 1,9 triệu nha. Ha. Rồi tới con 2008W. Con này là 2008W có chỉnh áp nha các bạn ha. Thân máy không là khoảng 11,2 kg ha, dây đồng 100%, con này nặng lắm nha. Con này rất là nặng luôn. Có giá là 2,050,000 nha, 2008W. 2,050,000. Con này nặng lắm anh em ơi. Bao mạnh bao xịt luôn nè. 21,5 kg. 21 kg hơn nha. 2,050,000 đồng. Ư trời nặng quá. Nặng lắm lắm anh em ơi. Rồi tiếp theo là con 2006W mẫu mới. Có khung tròn ha, có khung xung quanh máy nha. Anh em ơi. Nè, có khung xung quanh máy nè. Rất là chắc chắn luôn nha ha. Mẫu mới. Con này 2006W, không chỉnh áp. Có khung bảo vệ ở phía ngoài. Con này có mã là DKCVKR2006F nha. Anh em ha. 2006F 153 lực hút 9 lít trên 1 phút nha. Máy rất là đẹp luôn. Con này là mẫu mới nhất của Đế Tông nha. Rất là xịn sò luôn nha. Rồi để em cân ở đây anh em mình coi ha. Con này là 10 kg đúng. Con này có giá là 2,150,000 đồng nha. Con này là được bảo hành 8 tháng. Còn những mẫu còn lại còn bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo mẫu mới nhất của Đế Tông luôn. 3000W 183. Con này có mã là DKCVKR 3000F ha. Lực hút là 10 lít trên 1 phút. 50 tới 183, có chỉnh áp cho anh em ha. Có bánh xe. Đẩy đi đẩy rất là tiện luôn ha. Con này là 1 triệu bảo hành 8 tháng nha. Con này là 2,450,000 đồng. Dây đồng 100% hết nha, có chỉnh áp nha các bạn ha. Ở trên cũng có khung nè, phía dưới có khung hết ra. Có bốn bánh xe rất là tiện luôn ha. Con này rất là xịn luôn, bán rất là chạy anh em ơi. Ơi, nặng quá. Là bốn bánh xe nó có bốn cái khóa luôn nha. Con này là 11,5 kg nha. 11,5 kg. Rất là xịn luôn. 2,450,000 đồng. 3000F ha. Rồi tới con Bốt. Con này là Bốt 3000W nha. Con này là 2,250,000 đồng ha. 2,250,000 đồng nha anh em ha. Dây đồng 100% luôn nha. Bốt là công ty con của Đế Tông luôn nha. Con này là nặng 12 kg. Thân máy không nặng 12 kg, có chỉnh áp nha. Hàng Bốt là rất cao cấp rồi anh em ha. 2,250,000 đồng. Ây da. Con này là dây 10m nè, Bốt là dây 10m nha. Rồi tiếp theo là tới con này. Có bánh xe. À, có mã là DKCVK 3000A ha. Có bánh xe đẩy. 3183 nha, có chỉnh áp luôn, đầu rời. Anh em ha. Đầu rời nè. Con này là cao áp nha, không phải là máy dòng mini ha. Đang có motor nè, trong motor nè. À, motor rất là bự luôn nha. Dây đồng 100%, phù hợp anh em mình làm công trình hoặc là rửa xe hơi xe tải là lấy con này cho em nha. Xe hơi xe tải là chiến được luôn ha. 3000A có giá là 3,650,000 đồng. Ship khoảng 80 tới 100 ngàn ha, trên lệch từ 120 tới 80 ngàn, tùy máy nặng hay máy nhẹ là ship toàn quốc luôn ha. Anh em mình điện thoại vào số hotline bên em là sẽ có giá tốt nhất nha. Điện máy Phúc Thơ 0907504009 hoặc là 0935038609 nha. Anh em mình ở gần địa chỉ ở Sài Gòn thì đến địa chỉ 474/12 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mà đến nơi trải nghiệm trực tiếp, test máy trực tiếp, ok con nào thích thì lấy con đó ha.
Rồi em báo giá một vòng cho anh em mình rồi ha. Rồi sẵn chương trình em hôm nay có chương trình tặng quà luôn nha. Anh em mình mua máy là sẽ được tặng một cái xô nha. Anh em mình mua máy là sẽ được tặng một cái xô gấp như thế này của Đất Tông chính hãng nha. Ha. Cái xô rất là đẹp luôn. Mở cho anh em mình coi nha. Đây. Đây. Tặng một cái xô nha, hàng rất là xịn sò luôn nha, ha, nè cái xô nè, chương trình mới nhất của Đế Tông nha, các bạn ha, tặng một cái xô, mua máy bất kỳ được tặng một cái xô nha, làm vải dù rất là chắc chắn luôn, cái xô này xô di động anh em mình xách đi đâu cũng được hết ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, chúc anh em ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn thuận lợi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh YouTube Điện Máy Phúc Thơ. Rồi em xin kết thúc video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em mình nha.